Nhưng mà Thuận bây giờ thì muốn chú tâm vào nhìn một số những tài liệu on-chain Như là các bạn thấy được là đầu tiên hết thì chúng ta cũng đã biết là cái thông tin liên quan đến là có một số dùng ở Trung Quốc Như là Tân Cương thì đang bị mất điện Chúng ta có nói tới trong video ngày hôm qua Thì các bạn thấy được là cái tốc độ đào hash rate thì đã bị giảm xuống Và chúng ta thấy được là sau đó cũng đã có một sự hồi phục Nhưng mà bây giờ lại bị giảm xuống thêm một lần nữa Đây là tình hình của hash rate thì như đời thường đã nói tới trong cái video ngày hôm qua các bạn thấy được là hash rate giảm thì khoảng chừng 2 tuần sau thì độ khó đào cũng sẽ giảm cho nên trên căn bản đây không phải là một cái vấn đề chúng ta cần phải lo lắng trong thời gian dài hạn nhưng mà nào mà muốn biết thêm về tình hình của đào bitcoin và hash rate cũng như là cái độ khó đào thì hãy xem cái video thường đăng ngày hôm qua cái video 1013 phần 2 sẽ giải thích về cái vấn đề này Chúng ta bây giờ nhìn vào cái tài liệu kế tiếp đi Các bạn thấy được là trong cái tình hình là giá đi xuống này Thì có phải là có nhiều Bitcoin đưa lên sàn hay không Thì không phải mà hoàn toàn ngược lại các bạn nhìn đi Đây là cái đường màu đỏ này là bao nhiêu Bitcoin còn trên sàn thì các bạn đã thấy rất rõ ràng là trong cái tình hình mà giá cả đi xuống này không những là không có thêm Bitcoin được đưa trên sàn mà còn có nhiều Bitcoin rời khỏi sàn nữa. Các bạn thấy được cho đến thời điểm bây giờ chúng ta chỉ còn có 2,1 triệu Bitcoin trên những sàn giao dịch mà thôi. Càng ngày càng kháng hiếm đi. Có nghĩa là các bạn thấy được trong tình hình này đã có nhiều Bitcoin được mua và đem ra khỏi sàn cho nên cái đường màu đỏ này mới tiếp tục cắm đầu đi xuống rất là nhanh như vậy. Cái tiếp là funding rate hay là nhiều bạn thường hay gọi là cái phí qua đêm đó Thì các bạn thấy được là cái đường màu đỏ này bây giờ đã reset lại Các bạn thấy được là cái phí funding rate trên những sàn giao dịch của Bitcoin nó bây giờ đã hầu như là trở về con số 0 Có nghĩa là chúng ta thấy được là mỗi lần mà cái phí này đi thường chuyển qua cái tài liệu đến giờ đi các bạn thấy rõ ràng hơn Thì mỗi lần mà cái phí này mà là số dương có nghĩa là có nhiều người lĩnh lon Ít người lĩnh short thì bên long phải chạy cho mình short và ngược lại Khi mà thấy được là ngày hôm qua đó Nhiều người bị thanh lý đến nỗi mà có nhiều lệnh short hay là lệnh long Nhưng mà bây giờ các bạn thấy được là funding rate Thì đã trả lại như là cân bằng giữa hai bên Thì đây là một cái điều cũng rất là tốt Chúng ta muốn thấy là funding rate có cái sự điều chỉnh Và funding rate ở cái mức thấp Thì chúng ta thấy được là chúng ta sẽ không có những cái nguy cơ Là bị thanh lý một lọt Như là chúng ta thấy là tình trạng lúc mà giá Bitcoin đi xuống mạnh còn 51.000 thì chúng ta thấy là tài liệu kế tiếp liên quan tới là futures open interest. Có nghĩa là bao nhiêu lệnh Bitcoin future đang mở thì các bạn thấy được là cũng đã reset lại không nhiều lắm nhưng mà các bạn thấy được là ít ra trong cái tình hình là giá cả đi xuống này thì cái số lệnh future cũng đã reset lại có nghĩa là không có nhiều người dám sử dụng lệnh future lớn nữa. Chúng ta bây giờ nhìn vào tài liệu kế tiếp đi các bạn thấy được đây là cái tài liệu liên quan tới là bao nhiêu Bitcoin nạp vào và rút ra thì các bạn thấy là rất rõ ràng là trong vòng 2 ngày qua thực ra mà nói là 1 2 3 4 5 5 ngày qua thì các bạn thấy được là cái đường màu đỏ này là đi xuống và trong vòng 2 ngày qua đó thì cái đường màu đỏ này rất là dài có nghĩa là các bạn thấy là cái số lượng Bitcoin rút ra khỏi sàn rất là nhiều so với lại cái số lượng nạp vào như là chúng ta thấy được là tài liệu này là tài liệu của ngày 18 tây thì cái số lượng rút ra là 40.000 cái số lượng rút ra nhiều hơn cái số lượng nạp vào lên tới 40,5 ngàn Bitcoin và ngày 17 tây thì cái số lượng rút ra so với nạp vào thì nhiều hơn là 63,2 ngàn và các bạn thấy được là đây là những cái tài liệu cho chúng ta thấy được là trong tình hình này có thể là bạn lo sợ nhưng mà các bạn thấy là có rất nhiều người đi thu mua Bitcoin và đem Bitcoin ra khỏi sàn và bây giờ ở trên những sàn quốc đó thì các bạn thấy được là cái phần trăm của giá trên sàn Hàn Quốc khi chúng ta nói tới bịch khôi thì vẫn cao hơn là sàn quốc tế nhưng mà bây giờ là không cao như là các bạn thấy được là ngày 17 tây thì cao hơn tới 20,61% nhưng mà cho tới ngày 18 tây để thường chuyển qua cái biểu đồ nãy giờ đi nhưng mà cho tới tình hình của ngày hôm nay thì bạn thấy được là cái phần trăm khác biệt chỉ là 12,42% mà thôi những Bitcoin trên sàn quốc vẫn đắt giá hơn là Bitcoin sàn quốc tế thì chúng ta cũng sẽ nói về những thông tin tương tự liên quan tới Ethereum nhưng mà trước hết thùng muốn chia sẻ với các bạn tài liệu trên Classno thì các bạn thấy được là điều chỉnh là một điều mà nhiều bạn không có muốn nhưng mà thật ra mà nói chúng ta cũng đã biết là nếu như các bạn thật sự là muốn thấy Bitcoin có được giá cao thì chúng ta cần phải có những cái đợt điều chỉnh này trên con được đi lên và chúng ta nhìn vào tài liệu anh UPL chỉ số nô bây giờ chúng ta thấy được là đã điều chỉnh trở xuống bây giờ là 0,65 ở mức là 55,6 ngàn các bạn thấy được là 0,65 rất là tốt Các bạn thấy được là cái đường màu xanh này đã điều chỉnh đi xuống Và bây giờ đã cách xa hơn là 0,75 Cái khoảng cách nhiều hơn Các bạn thấy được là chúng ta muốn thấy đường màu xanh lá cây này điều chỉnh hơn một chút xíu nữa Để chúng ta có cái khả năng trở lên với cái mức cao hơn và đương nhiên giá sẽ cao hơn Chứ nếu như mà chúng ta cứ ở cái mức cao hoài thì các bạn sẽ thấy được là chúng ta sẽ có cái nguy cơ là sẽ đi vào dùng màu xanh dương Và các bạn có thể biết là dùng màu xanh dương là dấu hiệu đỉnh Dựa theo NUPL chúng ta không muốn thấy Cái đường màu xanh lá cây này Chuyển thành màu xanh dương cho nên bây giờ tình hình Là các bạn thấy được là điều chỉnh Chỉ còn không phải 65 mà thôi Rất là tốt ở cái mức giá đóng lại là 55.657 Và đương nhiên một điều khác nữa chúng ta thấy được Là chúng ta tính cái phần trăm Bitcoin có lời Thì các bạn thấy được là bây giờ Cái đường màu vàng này đã rời khỏi cái dung màu đỏ Có nghĩa là chúng ta thấy được là nhiều người Đã rời khỏi xe bus Các bạn thấy được là bây giờ chúng ta Thấy là còn 88 cái số lượng bitcoin này có lời hiện tại chúng ta muốn thấy cái phần trăm này xuống thêm chút nữa theo thuận thì thuận thích cái phần trăm này khoảng chừng là 85 có nghĩa là bây giờ chỉ còn có 85% mươi lăm phần bitcoin này đang coi như là có lời dựa theo tài liệu on chain mà thôi để cho chúng ta thấy được là chúng ta sẽ không có cái nguy cơ là khi mà giá hồi phục hay là giá đi lên thì lại có nhiều người chờ sẵn để mà chút lời tại vì khi mà các bạn thấy được là cái đường màu vàng này rời khỏi dung màu đỏ đó thì chúng ta sẽ thấy được là có nhiều người đã chút lời đã bán bitcoin thì nhiều người mới sẽ mua những bitcoin đó thì càng nhiều người mới thu mua Bitcoin với cái mức giá cao này thì họ sẽ không có chút lời khi mà giá đi trở lên 1 ngàn, 2 ngàn, 3 ngàn mà họ sẽ chờ cho giá lên cao nữa trước khi mà họ có được chút lời cho nên khi mà các bạn thấy được là tình hình là dùng tình hình là cái đường màu vàng này rời khỏi dùng màu đỏ là một điều rất là tốt để cho giá cả có thể tiếp tục có cái sự tăng trưởng không còn cái áp lực của nhiều người chút lời nữa chúng ta bây giờ nhìn vào những chỉ số khác thì những chỉ số này cũng coi như không gì gọi là quá đặc biệt như là R thì đương nhiên các bạn thấy được là chỉ số NO còn điều chỉnh thì những chỉ số này các bạn thấy được là bây giờ vẫn cách xa cái dùng màu đỏ mỗi lần mà đường màu vàng này dùng màu đỏ của những chỉ số này như là chỉ số Realize HODL thì sẽ là dấu hiệu đỉnh dựa theo những chỉ số này Pimotable thì cũng tương tự các bạn thấy được là bây giờ chúng ta không còn nguy cơ là đi vào dùng màu đỏ nữa tại vì giá đang điều chỉnh Market Cap cho Tomo Cap thì cũng tương tự các bạn chúng ta vẫn chưa thấy đường màu vàng này đi gần tới dù màu đỏ. Grayscale Premium thì các bạn thấy được chúng ta vẫn còn là cái phần trăm âm. Cho nên gần đây chúng ta không thấy nhiều động tĩnh liên quan tới Grayscale đi thu một Bitcoin. Bây giờ cái phần trăm là âm 12,02% có nghĩa là các bạn thấy được là tinh hình bây giờ. Thì cổ phần Grayscale đang xuống giá và còn rẻ hơn là cái số lượng Bitcoin đang có trong quỹ đầu tư nữa. Thì đây là những cái tài liệu liên quan đến Classno Chúng ta bây giờ hãy trở lại và nói về tình hình của Ethereum đi Thì các bạn thấy được là liên quan tới Ethereum Thì các bạn thấy là cũng tương tự như là Bitcoin Ethereum đó thì trong vòng mấy ngày qua Các bạn thấy là cái số lượng Ethereum rút ra so với nạp vào thì không nhiều bằng Bitcoin Cho nên những cái đường màu đỏ này không có phải là dài lắm cũng không gì gọi là quá đặc biệt nhưng mà ít ra cũng cho các bạn thấy được là tình hình này chúng ta không thấy có nhiều Ethereum được nạp lên trên sàn để mà bán và liên quan đến Ethereum thì các bạn thấy được là chúng ta cũng thấy tài liệu tương tự đó chính là đường màu đỏ này còn bao nhiêu Ethereum trên sàn thì các bạn thấy được là vẫn một xu hướng đó đang cắm đầu đi xuống rất là nhanh bây giờ tổng cộng trên tất cả các sàn chúng ta chỉ còn có là 18,8 triệu Ethereum mà thôi càng ngày càng ngày càng ít đi Chúng ta bây giờ nhìn vào tài liệu liên quan tới cái sàn quốc thì thường chuyển qua biểu đồ của nến giờ Thì các bạn thấy được là bây giờ cũng tương tự như Bitcoin cái giá trên sàn quốc thì vẫn cao hơn là trên sàn quốc tế Nhưng mà không có cao như là các bạn thấy cách đây vài ngày khi mà cái phần trăm lên cao có thể là lên tới 20% Bây giờ thì cái sự khác biệt là tính theo class trung bình là giá của Hàn Quốc khi mà giao dịch premium thì khoảng chừng là 11,9% cao hơn là giá cái bước tới. Đây là những cái thông tin liên quan đến tình hình on-chain của Bitcoin và Ethereum mà tôi muốn mang đến cho các bạn. Điều kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn là một cái thuyết được chia sẻ bởi Willy Wu. Thì Willy Wu chia sẻ một cái biểu đồ trên classno Thì biểu này cho chúng ta thấy được đó là dựa theo Willy Wu là có 9.000 Bitcoin được đẩy lên trên sàn Binance trước khi mà chúng ta thấy cái đợt xuống giá này và sau đó sau khi mà các bạn thấy được là giá Bitcoin đi xuống còn có 51.000 rất là nhanh chóng thì đã có 20.700 Bitcoin được rời khỏi sàn Binance thì đây là một trong những cái giả thuyết là nhiều nghĩ là cả hai cái điều này là cùng một cá voi có nghĩa là cùng một nhóm người hay là cùng một tổ chức nào đó đẩy Bitcoin lên trên sàn 9.000 Bitcoin để mà đẩy giá xuống sau đó thì họ mua được với cái giá rẻ hơn và đã lấy ra 20.700 Bitcoin nhưng mà chúng ta bây giờ chỉ là giả thuyết và thôi chúng ta không có những cái thông tin xác thực hơn nhưng mà thường cũng muốn chia sẻ với các bạn là trong cái đợt xuống giá này nếu như mà chúng ta nhìn vào những thông tin dẫn đến xuống giá thì như được đã chia sẻ nhiều trong cái video ngày hôm qua chúng ta không có những dẫn chứng tại sao mà giá Bitcoin đi xuống ngoài chưa được nhiều người nói là có ai đó muốn đẩy giá xuống vì cái lý do là họ thấy là có rất nhiều người có lệnh lon với cái số lượng margin lớn hay là future lớn khiến cho chỉ cần đẩy giá xuống một phần thôi thì sẽ dẫn đến là thanh lý dẫn đến giá cả xuống mạnh và sẽ có người để mà mua được Bitcoin với cái giá rẻ hơn Đây là những gì mà được chia sẻ bởi Willy Wu Thì chúng ta bây giờ hãy nhìn một số những cái thông tin liên quan đến những tổ chức đầu tư đi thì như là chúng ta cũng đã biết là Canada bây giờ đã có rất là nhiều Bitcoin ETF rồi. Cho đến ngày hôm nay, Canada đã có tổng cộng là 4 Bitcoin ETF và không những vậy mà bây giờ nước Canada đã có 3 Ethereum ETF Có nghĩa là Canada đang dẫn đầu trong cái việc là chấp nhận những cái quỹ đầu tư chính thức trên sàn chứng khoán Thì các bạn thấy được là quỹ đầu tư ETF nghĩa là Exchange Traded Fund Thì đây là một quỹ đầu tư mà các bạn có thể đầu tư trực tiếp thông qua những cái ứng dụng như là các bạn có thể sử dụng E-Trade, Robinhood vân vân Để mà đi thu mua những cái quỹ đầu tư này Và đương nhiên khi mà chúng ta nói tới quỹ đầu tư ETF thì khác với những quỹ đầu tư như là Grace

Grayscale là cái quỹ đầu tư mà họ đi thu mua Bitcoin Ethereum hay là họ nhận Bitcoin và Ethereum, sau đó họ bán cổ phần dựa trên cái số lượng Bitcoin và Ethereum. Nhưng mà các bạn thấy là quỹ đầu tư ETF thì cũng tương tự điều khác biệt đó chính là cái sự bảo vệ pháp lý tại vì chúng ta cũng đã biết là đối với Grayscale thì các bạn cần phải tin tưởng Grayscale. Lỡ như mà Grayscale có chuyện gì thì không biết được là bảo hiểm của họ sẽ ra sao. Nhưng mà đối với lại quỹ đầu tư ETF thì công ty mà phát hành những cái cổ phần ETF này lỡ như mà công ty đó có phá sản cũng không quan trọng tại vì cái số lượng Bitcoin Ethereum đã được lưu trữ cho một công ty thứ ba cho nên đây là cái điều mà thị trường rất là muốn có đó chính là Bitcoin ETF và Ethereum ETF và chúng ta thấy được là bây giờ trên thị trường thì vẫn chưa có sản phẩm này ở Hoa Kỳ chỉ có Canada mà thôi và bây giờ ở Hoa Kỳ thì nhiều người khi mà muốn đầu tư vào Bitcoin hay là Ethereum đó chúng ta nói tới những tư chức đầu tư đương nhiên những người mà thông thường những nhà tư riêng lẻ họ có thể lên cho những dụng như là Weibo hay là Robinhood để mà đi mua Bitcoin và Ethereum trên căn bản như bình thường cũng không cần phải đi mua bán ETF nhưng mà những tổ chức đầu tư thì họ lại có cái nhu cầu này tại vì họ mua cái số lượng lớn cho nên họ cần phải có một cái gì đó đảm bảo và ETF là một sản phẩm mà thì sau này sẽ được sử dụng nhiều trong những quỹ đầu tư trong những công ty lớn mà thôi người bình thường trên căn bản tại sao là phải đi mua Bitcoin ETF hay là Tamium ETF trong khi mà các bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin Tamium thông qua những ứng dụng như là ứng dụng Square các bạn thấy được là bây giờ chúng ta cũng có PayPal hỗ trợ, chúng ta có Robinhood, chúng ta có rất nhiều những sự lựa chọn. Cho nên không lý do gì một người ở Hoa Kỳ lại cần phải đi thu mua ETF chủ yếu là cho những tổ chức đầu tư mà thôi. Về cái phương diện là họ cần phải đảm bảo mua số lượng lớn và có cái đảm bảo pháp lý. Thì chúng ta vẫn chưa có một cái Bitcoin ETF nào ở Hoa Kỳ chỉ đừng nói tới là TMM ETF. Và gần đây thì bạn thấy được là chúng ta nhận được những cái thông tin Bắt đầu những cái dấu hiệu là những tổ chức đầu tư không những là họ đi thu mua Bitcoin mà bây giờ đã chuyển qua thu mua Ethereum rồi. Chúng ta trước hết ấy, hãy nói về cái thông tin liên quan tới một cái Bitcoin ETF ở Canada đi. Thì các bạn đều được ở nước Canada bây giờ đã có một cái Bitcoin ETF cũng rất là lớn đó chính là Purpose Bitcoin ETF. Thì cho đến cái thời điểm đây là cái thống kê cái tiền 2 ngày thì tổng cộng quỹ đầu tư này đã giữ là 17.000. 493 Bitcoin có nghĩa là hơn 1 tỷ đô la và trong vòng tuần qua thôi họ đã đẩy thêm vào 670 Bitcoin thì các bạn thấy được là cái nhu cầu Bitcoin ETF rất là cao cho nên khi mà nhu cầu cao thì những quỹ đầu tư này phải đi thu mua thêm Bitcoin để mà để vào quỹ để cho người ta giao dịch thì các bạn thấy được là chúng ta đang thấy cái nhu cầu có được Bitcoin ETF rất là cao thì chúng ta cũng thấy được là bây giờ cũng đã có luôn Ethereum ETF rồi